Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hôm nay bài tin mừng câu chuyện của anh mù Bartimê. Chúa Giêsu hỏi anh xin gì? Anh mù Bartimê trả lời: cho con được thấy. Ước gì trong thánh lễ này mọi người chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta được thấy chính Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, và chính Chúa Giêsu sẽ dẫn đưa chúng ta trên bước đường hành trình đức tin tiến về quê trời. Với tâm tình đó, anh chị em chúng ta thành tâm ăn năn sám hối để chúng ta xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria, chọn đời đồng sinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con con cảm tạ Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin cho chúng con được thêm lòng tin cậy mến và biết yêu chuộng những điều Chúa truyền dạy, hầu đáng hơn những gì Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài chép sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a. Đức Chúa phán thế này: reo vui lên mừng Gia-cốp, hãy hân hoan mừng dân chư dân, nào loan tin ca ngợi và công bố, Đức Chúa đã cứu dân Người, số còn sống lại của Israel. Nay ta sẽ đưa chúng từ đất Bắc trở về, quy tụ chúng từ tận cùng cõi đất. Trong chúng có kẻ đuôi người què, kẻ mang thai người ở cử, tất cả cùng nhau trở về, cả đại hội đông đảo. Chúng trở về với nước mắt tuôn rơi, ta sẽ an ủi và dẫn đưa chúng, dẫn đưa tới dòng nước qua con đường thẳng băng. Trên đó chúng không còn vất vả, vì đối với Israel ta là người cha, còn đối với ta Ephraim chính là con đường. Đó là lời Chúa. Thưa anh em, thượng tế nào cũng là người được chọn trong số người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối tương quan với Thiên Chúa để dâng lễ phẩm cũng như lễ tế đền tội. Vì ấy có khả năng cảm thông với những kẻ ngu muội và những kẻ lầm lạc, bởi vì chính mình cũng đầy yếu đuối. Mà vì yếu đuối nên vị thượng tế phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào thì cũng phải dâng lễ đền tội cho chính mình như vậy. Không ai tự gánh cho mình vinh dự ấy, nhưng phải được Thiên Chúa gọi, như ông Aharon đã được gọi. Cũng vậy,
Không phải Đức Kitô đã tự mình làm thượng tế, nhưng là Đấng đã nói với người: con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con. Như lời Đấng ấy đã nói ở một chỗ khác: muôn thuở con là thượng tế theo phẩm chất Melchisede. Đó là lời Chúa. Anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-cô. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Jericho. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Jericho, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường. Anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. Vừa nghe nói đó là Đức Giê-xu Na-gia-rết, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: lạy ông Giê-xu, con vua Đa-vít, xin dụ lòng thương tôi. Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: lạy con vua Đa-vít, xin dụ lòng thương tôi. Đức Giê-xu đứng lại và nói: gọi anh ta lại đây. Người ta gọi anh mù và bảo: cứ yên tâm, đứng dậy, người gọi anh đấy. Anh mù liền vất áo tròn lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-xu. Người hỏi: anh muốn tôi làm gì cho anh? Anh mù đáp: thưa Thầy, xin cho tôi được nhìn thấy. Người đáp: anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh. Tức khắc anh ta nhìn thấy được và đi theo người trên con đường người đi. Đó là lời Chúa. Xin kính thưa cộng đoàn, Mẹ Thánh Teresa Calcutta đã kể một câu chuyện mà mẹ đã chứng kiến như sau. Một ngày nọ, mẹ đến viếng thăm một căn nhà lụp sụp ở một làng quê nọ. Trong căn nhà này có một cụ ông già, thế nhưng căn nhà rất là tối và dơ bẩn. Mẹ Thánh vào và xin ông cụ: cụ ơi, để cho con dọn dẹp căn nhà của ông sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp được hay không? Ông cụ trả lời với Mẹ Thánh: thôi, đã mấy chục năm rồi, chẳng có ai ghé thăm nhà của tôi, cho nên không cần phải dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng đâu. Thế nhưng Mẹ Thánh Teresa tiếp tục năn nỉ cụ. Cuối cùng cụ đồng ý cho mẹ dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Trong lúc dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng thì mẹ thấy có một cây đèn dầu đóng đầy bụi, có lẽ qua bao nhiêu năm tháng không được sử dụng. Thì mẹ hỏi ông cụ: cụ ơi,
lâu rồi cụ có dùng cây đèn dầu này không? Cụ trả lời, đã mấy chục năm rồi, chẳng ai đến viếng thăm, cho nên tôi cũng chẳng thắp cây đèn dầu này để làm gì. Khi đó mẹ Thánh Teresa mới nói với ông cụ, vậy thì hằng ngày tôi sẽ gửi các sơ thuộc dòng của tôi đến viếng thăm cụ hằng ngày, thì cụ có muốn thắp cây đèn dầu này không? Khi đó cụ trả lời, nếu được như vậy thì tôi sẽ thắp cây đèn dầu đó hằng ngày để đón tiếp các sơ thuộc dòng của bà đến viếng thăm tôi. Sau khi dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ thì mẹ trở về nhà, và cứ hằng ngày mẹ gửi hai sơ đến dọn dẹp cho cụ và nói chuyện với cụ. Trải qua ngày tháng thì cuối cùng cụ cũng nhắm mắt ra đi. Trước khi hấp hối, cụ mới nói với hai sơ rằng, hãy về nói với mẹ Teresa rằng, mẹ đã thắp lên trong cuộc đời của tôi tia sáng của niềm hy vọng, tia sáng của tình yêu. Giờ đây tôi ra đi trong bình an. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, có lẽ cuộc đời của ông cụ trong câu chuyện của mẹ Thánh Teresa, ông cụ sống trong sự cô đơn lạnh lẽo, trong bóng đêm của sự tuyệt vọng, của sự chán nản, của sự vô nghĩa ở cuộc sống trần gian này. Có lẽ như cuộc đời của cụ không có một tia sáng của niềm hy vọng, của tình yêu trong mối tương quan giữa người với người. Và lời Chúa ngày hôm nay, kính thưa ông bà cùng anh chị em, câu chuyện của anh chàng mù tên là Bartimê cũng vậy. Có lẽ anh ta cũng sống trong sự tuyệt vọng, trong sự chán nản, trong sự vô ích vô nghĩa ở trần gian này, trong mối tương quan đối với tha nhân. Chẳng ai mang đến anh ta trên bước đường cuộc sống trần thế này. Cho nên chúng ta thấy khi ông ta nghe Chúa Giêsu Nazareth đến đi ngang qua chỗ mà ông ta ngồi, thì ông ta la lớn lên, lạy ông Giêsu, con vua David, xin dịu lòng thương tôi. Câu nói của anh chàng mù Bartimê có lẽ là một câu nói mà trong cuộc sống hàng ngày của mình có rất nhiều anh chị em tha nhân của mình mà nhiều lúc đang sống cạnh bên mình cũng thầm thì với chúng ta, xin hãy dịu lòng thương tôi. Có lẽ như họ không phải là những người thiếu về của cải vật chất, cũng có thể là thiếu về của cải vật chất, thế nhưng còn hơn về của cải vật chất nữa chính là đời sống tinh thần, đời sống thiêng liêng, đời sống tương quan giữa người với người. Có rất nhiều người đang sống trong cô đơn, trong lạnh lẽo, trong tuyệt vọng, thiếu vắng tình yêu thương săn sóc mà con người cần phải dành cho nhau trên bước đường trần gian này. Và những người đó họ luôn luôn kêu lên, xin dịu lòng thương tôi, xin hãy đoái hoài đến tôi, xin hãy mang cho tôi một tia hy vọng của tình yêu, của sự bình an, của sự hạnh phúc thực sự. Và trong câu chuyện Tin Mừng, chúng ta thấy chính Chúa Giêsu là đường, là sự thực, là ánh sáng trần gian, đã mang tia hy vọng của tình yêu, của sự bình an, hạnh phúc đích thực đến cho anh chàng mù Bartimê. Thế nhưng cuộc hành trình
để anh ta được sáng mắt thấy là một cuộc hành trình của sự gian nan, của sự khó khăn. Có lẽ như anh ta mù, thế nhưng anh ta rất là sáng lòng, sáng dạ. Anh ta nghe người này người nọ nói về chính Chúa Giêsu Nazareth, và chính điều này anh ta đã tin một cách tuyệt đối rằng chính Chúa Giêsu Nazareth là con vua David, là đấng cứu độ trần gian. Khi có dịp, anh ta đã hô to tuyên xưng lạy con vua David, xin hãy dụ thương tôi. Thế nhưng hành trình tuyên xưng đức tin của anh ta không phải là suôn sẻ, dễ dàng. Kính thưa ông bà cùng anh chị em, đã bị đám đông dân chúng ngăn cản, đã bị đám đông dân chúng quát nạt, hãy im đi. Thế nhưng anh ta càng hô to lạy ông Giêsu, con vua David, xin giữ lòng thương tôi. Và chính cái lòng tin này đã cứu chữa anh ta. Anh ta từ một vị trí ngồi bên vệ đường, anh ta đã đứng phắt dậy lên, từ bỏ con đường tội lỗi, từ bỏ cái vị trí ngồi trong bóng đêm tội lỗi đó, để đứng lên nhận lãnh ánh sáng tình yêu, ánh sáng của niềm hy vọng, của bình an và hạnh phúc. Và cuối cùng anh ta đã thỏa mãn nhận lấy điều đó nhờ lòng tin. Lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Thế nhưng lòng tin không chưa đủ đâu, kính thưa ông bà cùng anh chị em. Cuối bài tin mừng ngày hôm nay, trong Thánh Marco kể lại là anh chàng mù này sáng mắt, đứng dậy được sáng mắt và đi theo Chúa Giêsu trên con đường người đi. Con đường Chúa Giêsu đi chính là con đường trở về Jerusalem để chịu khổ nạn, chịu đóng đinh và chịu chết trên cây thập tự giá. Đó cũng là con đường của tất cả mọi người tín hữu chúng ta. Khi chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, khi chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là đấng cứu độ, thì chúng ta phải sống lời tuyên xưng đó trên bước đường trần gian này. Và khi chúng ta sống lời tuyên xưng đó, không phải là một con đường êm ái, không phải là một con đường bằng phẳng, không phải là một con đường trải đầy hoa hồng, nhưng con đường đó mang tên Giêsu là con đường của những đau khổ, của những khó khăn, của những thử thách, của những cam go. Nếu như chúng ta tựa vào chính Chúa Giêsu là đường, thì chắc chắn chúng ta có đủ sức, đủ lòng tin, đủ sự can đảm vượt qua những đau khổ, khó khăn để cuối cùng đạt đến vinh quang phục sinh mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Lạy ông Giêsu, con vua David, xin giữ lòng thương tôi. Câu nói đó chắc chắn có rất nhiều người trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đó có thể là những người thân yêu, những người hàng xóm láng giềng, những người mà chúng ta tiếp xúc gặp gỡ hàng ngày. Họ thốt lên câu đó để cầu xin sự đối hoài của chúng ta, để xin chúng ta mang lại cho họ một tia sáng của niềm hy vọng, của tình yêu. Và chính chúng ta là tia sáng, là niềm hy vọng của tình yêu mang tên Giêsu sẽ mang lại cho cuộc đời tha nhân anh chị em của mình tình yêu, sự bình an, hạnh phúc đích thực. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa sinh khởi
Sự sáng cho những ai đang ngồi trong bóng tối của tội lỗi và chết chóc, tin tưởng vào quyền năng Chúa và cùng với anh mù Ba-ti-mê, chúng ta dâng lời cầu xin. Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết nhận ra những nhu cầu của chị em mình để giúp đỡ họ khi cần thiết. Xin Chúa nhận lời chúng con. Bệnh đuôi mù trong tâm hồn còn nguy hiểm hơn bệnh đuôi mù nơi thể xác, vì nó làm cho con người không còn khả năng phân biệt phải trái, nhất là không còn có thể nhìn thấy Chúa hiện diện nơi anh chị em mình. Chúng ta hiếm lời cầu xin cho cộng đoàn giáo sư chúng ta đừng mang phải chứng bệnh hiếm nghèo này, nhưng luôn được ánh sáng tin mừng của Chúa chiếu soi. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa không bao giờ từ chối lời kêu cầu tha thiết của những ai đang gặp gian truân khốn khó. Xin Chúa cho chúng con biết mau mắn chạy đến cùng Chúa với lòng tin tưởng phó thác khi gặp thử thách gian nan trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin nhìn đến lễ vật chúng con dâng để tỏ lòng kính tôn thần phục, và xin cho lễ tạ ơn này góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chư thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Chúa chúng con được hiện hữu, được sống và hoạt động, và khi được tạo dựng với thân xác này, hàng ngày chúng con không những cảm nghiệm được hiệu quả của lòng Chúa xót thương mà còn được bao đảm hưởng sự sống muôn đời. Và khi chúng con nhận lãnh Chúa Thánh Thần như ân huệ khởi đầu, nhờ người Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, chúng con hy vọng được muôn đời hương mầu nhiệm vừa qua. Bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh phần Chúa thanh hoa những phù lễ này để trở nên cho chúng con. Mền và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nợ vì các con. Cùng một thứ thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự công minh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình vào mầu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giám Hoàng Giuse, Đức Cha Lui và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tất cả các linh hồn Gioan Baptista, bà Maria, Giuse, các linh hồn trong gia đình và các đẳng linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa.
xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cha tại được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lên Chúa cụ thể và theo thể thức người dây, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha là thân, được Cha chỉ đến, vì Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa can dỗ, nhưng kêu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa cùng tất cả anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.